Hello uh, cả nhà um, hôm nay uh, mình nói chuyện ngoài lề một tí thì uh, trong công việc ngoài lề này sẽ có một ngày nào đó nó là công việc tránh của mình luôn um, cái hiện tại bây giờ là mình đang theo dõi một cái game nó lại dính dáng tới uh, cái đồng tiền kỹ uh, thuật số đồng tiền uh, SB Dragon SB thì uh, mình hồi xưa giờ là mình uh, là một người uh, về hardware, và software có nghĩa là mình uh, cũng ráp máy rồi uh, cũng làm một cái chương trình nhỏ nhỏ uh, về design về uh, network nói chung là những gì mà dính dáng tới computer và internet thì mình cũng uh, có một ít kinh nghiệm một ít hiểu biết uh, cái đam mê của mình là âm thanh âm nhạc ca hát nghe thì uh, game thì thật sự mà nói đối với mình hồi xưa giờ thì chơi mấy cái game mobile để giết thời gian cho vui thôi chứ thật sự mà nói mình thấy chơi game nó mất thời gian nhiều lắm mất thời gian cho công việc rồi thức đêm thức hôm hại sức khỏe cái đó là cái mà mình thật thà mình chia sẻ nha ok chứ không có đụng chạm tới ai nha <laughs> um, nói về cái Dragon SB này thì nó là một cái một cái coin một cái đồng tiền coin cũng giống như hồi xưa giờ thì các bạn cũng biết mà Người ta ráp những cái máy thật khủng Cạp màn hình thật mạnh, cấu hình máy thật tốt để mà họ đào coin cái cái bitcoin Nó gọi là châu cày coin Nhưng mà các bạn có tưởng tượng một cái con châu cày mà thật mạnh thật tốt Nó sẽ là giá trị của nó là bao nhiêu tiền Trong một năm các bạn để máy nó chạy kiểu đó các bạn cày được bao nhiêu coin mà tiền điện các bạn phải trả ra bao nhiêu? nghe? Okay. thì uh, mình cảm thấy là bây giờ Dragon uh, SB ra cái game, uh, cái game Dragon này thì uh, tất cả mọi player có thể uh, đăng ký, download nó rồi mua uh, mua rồng để mà uh, chơi cái game này, chơi game mà vẫn được uh, được thưởng bằng coin và đồng tiền thì nó không có khác biệt gì với cái mà cày coin hết nhưng mà cái này nó không có yêu cầu mình để mãi 24 trên 24 ờ, mình thích thì mình đi chơi game thôi một ngày một hai tiếng thứ nhất là xả stress được à, thứ hai là mình uh, có thể kiếm tiền được kiếm coin được ok thì uh, bây giờ mình thấy uh, cái game này nó lại hợp lý một tí <laughs> ok để giới thiệu cái cái game thì mình uh, để sẵn trên cái uh, cái màn hình bây giờ là các bạn nhìn thấy cái trang web là Dragon SB uh, uh, Finance Để mình coi nếu mà mình viết được thì mình uh, viết text luôn Ok um, Nếu mà text robotic Copy, paste nó thì có thể là nó nhanh hơn Đây From left to right From right to left tôi cho chữ nó cho chữ nó nằm lên trên một tí để các bạn nhìn thấy rõ hơn nha yeah. đây là nằm dưới đây các bạn cũng nhìn thấy rõ mà đây là cái trang web mà mình uh, mình đang uh, stream hay là mình đang uh, record cái video cho các bạn nhìn thấy ok dragon sb finance thì vô đây các bạn có thể download và sau khi download xong có thể uh, đăng ký hoặc là ai mà đã đăng ký rồi thì đăng nhập mà chơi. Ok. Ok thì về cái coin này cái tổng cung của cái Dragon SB đó là 100 triệu. Ok, 100 triệu token. Thì ở đây các bạn có thể coi trong cái website này các bạn có thể coi và nhìn thấy được cái matrix của SB token thì uh, trong này có để một cái cũng rất là hay là staking staking thì họ sẽ chi ra 10% trong 100 triệu coin ok cho cái chương trình staking này thì nó là tương đương là 10 triệu rồi ok 10% là 10 triệu rồi um, mình có nghiên cứu và mình có Nói chung là mình cũng đi vòng vòng mình thử và mình cũng hỏi các anh em đi trước Để coi cái này là cái gì Thì uh, sau đó là có một cái Nó uh, gọi là Stack Dragon SB .net Một cái website để mà mình đăng đăng ký Rồi sau đó mình đăng nhập vào Thì uh, Coi như là mình đầu tư tiền vào mình bỏ vào ngân hàng để mà mình được lãi OK. Chứ đồng tiền mà các bạn bỏ vào ống heo thì đồng tiền nó nó cứ nằm một chỗ thôi. Còn đồng tiền mà các bạn bỏ nhà băng thì có thể là các bạn sẽ có lời. Mà lời nhiều quá thì dĩ nhiên là cũng phải đóng thuế cái tiền lời đó. Thì đóng thuế ít nhưng mà lời lại nhiều. Nếu mà số lượng nhiều thì đóng thuế một ít đâu có đâu có nghĩa lý gì đâu. Thì nói tóm lại là đồng tiền nó phải xây tròn. OK. Nó phải lên, nó phải lên và xuống. Um, chứ nó không đứng một chỗ. OK, ở đây thì mình đã đăng ký rồi, thì bây giờ mình uh, đăng nhập cho các bạn nhìn thấy nha. Nè, okay. đây, um, cái trang web này mình cũng sẽ đưa cho các bạn uh, để các bạn vào, mà cái trước mắt là mình uh, vào trước cái đặt. <laughs> cái này thì uh, nó an toàn cho nên mình phải uh, uh, đưa cái code của cái út, oh, đưa cái code nhận cái code của email Rồi lưu lại luôn đi Máy của mình mà Thì sau khi mà đăng nhập thì nó hỏi đòi hỏi một cái code của email uhm, Từ từ mình phải vào email trong điện thoại của mình mình tìm Nha đúng ra là mấy cái video này nhưng mà mình cũng nói rồi cái này là mình đang chia sẻ Ừm, um, đây, code nó đây. 638 191. Rồi, xác nhận. Đây. Ừm um, Ở trong này thì các bạn nhìn thấy là uh, ở đây số còn dư số SP của mình còn dư là có 5 SP thôi. Uh, giá trị của nó là 4 đồng 42 đô la. Ok. Ở trong uh, Coin Market Cap thì các bạn có thể tìm. Đây bây giờ mình vào thẳng cái link của nó. Coin Market Cap. Ok. Để mình viết link ra luôn nha. Các bạn có thể coi cái uh, giá cả thị trường uh, hiện tại là um, uh, Dragon SP là bao nhiêu. Ok. Chữ nếu mà mờ để mình đổi uh, đổi màu. Hmm. nghĩ màu này chắc ok, màu này chắc ok, ok, thì các bạn nhìn thấy là các bạn vào cái này là trang chủ ở đây mình có thể tìm trên cái nút tìm này nè, thì mình đánh vào uh, dragon sb trong này các bạn sẽ thấy cái giá cái dragon sb hiện tại bây giờ là 61 xu nha, giá hiện tại, Ok. thì uh, nó tính tương đương là ở đây 5,5 uh, coin thì là 3 đồng mấy okay um, còn các bạn ở trong này á, là mình nói là nó có những cái gói uh, những cái gói uh, package để mà đầu tư vào để mà được uh, cái cái stacking bonus cái stacking rewards đó thì ở đây các bạn có nhìn có thể nhìn thấy ở trong này để mà là mua gói mua gói thì cái gói starter là 50 đô là mình đã mua OK, cái gói store là 50 đô mình đã mua thì uh, um, nó sẽ kích hoạt cái cái link uh, giới thiệu bạn bè, ha, thì uh, mình sẽ có cái link mời thành viên đó, OK, rồi um, trong vòng 365 ngày mình lấy lại cái số 4 đó là có nghĩa là tương đương với không uh, phải 28%, nhưng mà hoa hồng cân nhánh mình được 10% và hoa hồng trực tiếp mình cũng được 10 phần trăm Cái đó là cái gói kích hoạt thôi để mình lấy link để mà mình có thể giới thiệu bạn bè nhé okay. Còn uh, trên uh, từ 500 cho tới 3499 đô thì các bạn sẽ được cái bronze uh, uh, cái gói bronze này thì trong này các bạn sẽ nhìn thấy những cái lợi nhuận của nó những cái uh, cái tốt và cái sợ nói chung là cái tốt thôi không có cái xấu <laughs> đã đầu tư vô thì bỏ bỏ vào ngân hàng thì là, nếu mà mình không đụng vào thì chỉ có tiền lời thôi chứ không không bao giờ mà bị lỗ đi hết nghe okay. còn cái giá cả thị trường của cái coin thì cái đó thì uh, tùy theo nhưng mà với cái cái đà SP đang đi thì uh, mình tin tưởng và mình cảm thấy là tự tin mình giao cái niềm tin của mình đúng người luôn đó đúng chỗ đúng nơi luôn đó Uh, cũng đúng thời điểm hết nghe okay. thì nó chỉ có lên thôi chứ nó không có xuống cái đó là cái cái suy nghĩ riêng của mình nha cái suy nghĩ riêng của mình ok um, ở đây là cái những cái những cái gói để mà mình có thể mình mua mình đầu tư mình đầu tư mình uh, bỏ vô quỹ tiết kiệm giống vậy thì các bạn có thể vào cái website ở dưới nó đang chạy để mà các bạn xem ok mình copy cái cái link ở dưới nhưng mà dĩ nhiên cái link này các bạn sẽ không click vào được tại vì nó đang nằm trên cái video nó okay. đang nằm trên cái video. Nhưng mà mình cũng đưa vào cho các bạn nhìn thấy một lần. Ok. hơi dài tại vì còn cái code uh, giới thiệu bạn bè nữa. Cái code mời thành viên uh, nữa. Đó thì ở đây là Huy muốn cho các bạn nhìn thấy là ở đây mình có thể uh, mình có một cái cái link của cái uh, cái ví của mình thì mình có thể chuyển nó vào đây. Như ở đây nếu mà mình bấm vào nạp tiền thì địa chỉ ví thì các bạn nhìn thấy rồi. Ok. Đó, thì các bạn thường là những ai mà chơi và xài mấy cái coin này ai cũng có một cái ví điện tử hết. Ok. MetaMask hay là uh, Trust Wallet thì các bạn có thể uh, chuyển tiền vào đây. Cái hay của nó là ví dụ như uh, cái SB coin nó mà lên nó mà lên mình nói ví dụ như ví dụ các bạn bỏ vào 100 100 coin. Thì hiện tại bây giờ các bạn được 61 đô. Nhưng mà nếu mà một coin nó lên 5 đồng 10 đồng. Thì các bạn trả cho uh, cho cái gói starter là 50 đô nó tính tiền đô nhưng mà nó quy ra là cái SP. SP mà nó lên giá thì các bạn trả có năm ví dụ nó là 10 đồng thì các bạn trả có 5 coin thôi chứ không phải trả 50 đô la nữa. Nghe. Okay. Đó rồi lợi nhuận sau này là các bạn nhận cái số coin này như các bạn cũng thấy đó là cái chương trình uh, Staking rewards nó bỏ ra uh, 10% của 100 triệu ok thì uh, các bạn sẽ nhận lại số coin đó chắc chắn trong một năm là sẽ hoàn vốn ít nhất là các bạn sẽ hoàn vốn cái đó là cái mà ít nhất nha còn cái lời bao nhiêu thì khó nói lắm tại vì <laughs> có thể là một năm thành triệu phú chưa biết được <laughs> nhưng mà không bao giờ mà không bao giờ mà bị uh, thiệt cái gì hết. Ok, trong cái video này mình uh, giới thiệu vậy xong rồi. Thì uh, một lát nữa cái link giới thiệu bạn bè để các bạn vào đăng ký đăng nhập hay là uh, cái cái link giới thiệu thì các bạn có thể vào nghiên cứu vào mà xem. Um, tất cả cái những trang web mà mình đưa lên như các bạn cũng nhìn thấy đó thì uh, không thể nào mà giả tạo được. Ok, không giả tạo được. Tại vì uh, coin market cap thì các bạn biết rồi. Ok. Còn bây giờ Dragon SB thì uh, đại đa số các bạn cũng đã biết rồi. Và một cái trang uh, gọi là trang external, external. Um, về cái uh, staking rewards, về cái uh, chương trình staking này. Ok. Huy xin ngừng cái video tại đây. Trong tương lai Huy sẽ làm những cái video uh, tiếp theo cái nào đơn giản hướng dẫn cho những người mới bắt đầu. Um, luôn cả từ cái game nhả? luôn cả setup hay là download mấy cái apps như google authenticator um, hay là những cái ví khác ok, thì những cái này là mình sẽ chia sẻ sau Huy uh, xin chào cả nhà, chúc cho cả nhà sớm sớm để mà làm giàu nha làm giàu chung <laughs> mình xin ngừng video, bye cả nhà